người trải nghiệm cái quá trình làm lông mày ấy, thì nó đập tan mọi cái suy nghĩ, mọi cái thắc mắc ở trong chị. Lo lắng là đi làm, đồng ý là đi làm, mình cũng thích đi làm đấy, nhưng mà nó rất là đau và nó rất là lâu, đó rất là đau và rất là lâu. Thì đấy, đến với EK Agro Equity thì nó đã đập tan mọi cái lo lắng, mọi cái băn khoăn đó, làm rất là nhanh. Nhưng nhanh không có nghĩa là không có hiệu quả, nhanh nhưng rất hiệu quả và tuyệt đối là không đau một chút nào. Đấy, nói không đau thì có thể là không ai tin, bởi vì khi bất kể một cái gì đấy mà nó động vào da thịt mình thì là nó sẽ phải có sự khác biệt. Thế nhưng cái khác biệt ở đây theo chị cảm nhận thì là nó chỉ khác biệt ở cái những người mà có cái làn da nó quá mỏng và nó quá nhạy cảm đối với bất kể một cái gì mà động chạm lên da mặt của họ, thì là bắt được nó đấy, thì là nó với những người gọi là đặc biệt một chút thì là nó hơi chỉ lâm dâm một chút thôi. Vâng. Nhưng với những người như chị, với những người chị thì cứ tọa là người da dày là da dày đi đấy, thì hoàn toàn là nó không đau một chút nào cả. Thì cái đấy là cái chị thấy thực sự là gọi là mãn nguyện được không? Thì ngày hôm nay thì đến đây thì chị hay bạn phú làm cho mình rất là ưng, nói thật không phải là nịnh đâu, rất là ưng mà tự nhiên đẹp, làm xong không có cảm giác sưng mà như kiểu lông mày của mình ấy, chứ không phải là lông mày đang sang phun gì cả. Thế nhưng mà lần đầu tiên khi mà trên mặt cốt đường cốt mực thì không có một cái cảm giác gì nhé, không có một cái cảm giác gì luôn. Rất nhanh là khi xong thì đúng là nó chỉ có một chút về cái vết đỏ thôi, xong lúc là hết ngay. Cái đây đúng đây, đúng rồi. Còn đấy là những cái lần đầu tiên khi gút mút thì phải ủ tê, thì ban đầu cũng nghĩ là đau thì sẽ có thể ủ như vậy. Thế nhưng mà có một lần là đến để ủ, không phải ủ tê đâu, mà là luôn cái thời gian cuối cũng bộ. Nhưng à, phải là chính bạn cũng bảo các bạn thôi, cũng nên ủ một tí chắc không đau đâu. Thế mình cũng bảo ủ thì tôi lên một tí, đã phải ủ mất 30 phút thời gian tê. Thì quả thật là biết vậy mình không ủ tê ngay từ đầu những lần trước. Thì đấy, cũng không có cảm giác gì cả. Mỡ mất 30 phút mà rất là nhanh, thì chính vì không có cảm giác gì cả, không để lại sẹo nhá, không có một cái vết tích gì là mới hút ra, không chảy máu, không bỏng, không gì cả. Và chị có thể trang điểm đấy, đi diễn luôn, đi bắt diễn luôn, chị vẫn thường make up bình thường. Đấy là sự khác biệt. Chị không thay đổi nhiều chứ. Ví dụ như trước đây là chị lúc nào cũng chăn trở là mình phải kẻ lông mày xong lật, hay là mình phải tô son, hay là mình phải làm bất cứ thứ gì trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ thì ra đường chị tiện lắm, chỉ bôi một tí chống nắng là chị đã có thể thoải mái ra đường rồi. Và cho chị nói thêm một điều nữa là bạn bè chị và rất nhiều người đến đây làm, tức là khi nhìn thấy chị làm là họ cũng muốn là đến đây làm, để muốn làm cái lông mày và cái người son môi của chị. Hầu như những người bạn chị nói thật nhé, khó tính lắm. Họ chị hay trêu nhau là có tính như ma ấy. Nhưng mà khi đến với DK thì các bạn chị